Thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già Linh Sinh đây xin chia sẻ một chủ đề rất là hấp dẫn. Chủ đề: hai bàn tay có đường chỉ tay giống nhau mà rất giống luôn. Nói chung là mình cho giống y chang luôn đi nha, mà hai số phận khác nhau. Một người thì giàu, một người thì nghèo. Cho nên tại sao trong sách để cái đường chỉ tay giàu như vậy mà tất cả ai cũng nói: ủa, đường chỉ tay tôi có mà, tôi có đường chỉ tay tôi giàu mà tại sao tôi nghèo? Thì hôm nay Thiết Già xin chia sẻ để các bạn biết thêm nha, để các bạn biết thêm là dễ lắm, là các bạn sẽ giàu thôi. Tại vì cái đường chỉ tay nó giàu là nó phải giàu mà giàu chậm hay là giàu nhanh, hay là giàu như thế nào, hay là có thể bạn đường chỉ tay giàu bạn không giàu luôn nữa đó. Nói thật với các bạn đó, nó rất là khó chỗ này, cho nên Tuyết Già lên đây chia sẻ tại sao đường chỉ tay mình giàu mà mình chưa được giàu, hoặc là mình còn nghèo mà cái người giống hai cái bàn tay giống nhau nha, cái đường chỉ tay giống nhau. Bây giờ Tuyết Già nói nè, cái dòng mà ngàn vàng của chị A giống như cái dòng ngàn vàng của chị B đó. Chị A này á, tối ngày nè chửi cha mắng mẹ, tối ngày ăn chơi trác tán, hút sách, rồi không chịu đi chùa, không niệm Phật. Còn chị B kia thì chị cũng có cái dòng ngàn vàng như thế này, mà tại sao cái chị kia chị lại có nhà có cửa, đúng không các bạn? Còn mình có cái dòng này mà mình chưa được. Hoặc là các bạn nói: ờ, tôi đâu có ăn chơi trác tán gì đâu, tôi vẫn đi làm bình thường. Nhưng mà đi làm bình thường nhưng mà các bạn sẽ rơi vào cái cảnh như là không hiếu thảo, không tạo phước. Nó có những cái như vậy đó, mình phải tạo phước thêm. Tại vì cái gói phước báo này xuống trần gian là không bao giờ mình được hưởng liền hết. Không phải mà tự nhiên mà mình sanh ra trên cõi đời này là mình được hưởng liền. Tức là phải có cái câu này nè các bạn ơi, đây là trong kinh luôn chứ không phải là cái câu mà bình thường nha. Giàu sang ấy ơn trên giúp sức, phước ấm no túc thực túc y. Tức là mình giàu sang ấy là mình phải nhờ ơn trên giúp sức đó, mà mình muốn có cơm no áo ấm là mình phải có phước, tức là phước ấm no túc thực túc y. Mình vô phước, mình thiếu phước là mình không có được ấm no, mình không có túc thực túc y, là mình không thực là ăn y, là quần áo mặc, tức là mình không được quần áo lành lẽ, mình cũng không có được có chén cơm ăn đó. Rồi giàu sang ấy ơn trên giúp sức là tại vì mình sanh ra mình có cái đường chỉ tay giàu rồi mà mình không được ơn trên giúp sức nó. Nếu như mình không có lòng hiếu thảo, mình không có tạo phước, mình không có đi chùa, mình không có trì chú, mình không có niệm Phật, mình không có từ thiện, nói chung là làm những việc gì mà có phước á, nói chung là chung tùy theo cái gia cảnh hoặc là cái hoàn cảnh của các bạn, như mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau để có cái cách mà để mình tạo phước báo. Nếu như mỗi ngày mình trì chú mình cũng có phước báo thì giàu sang ấy ơn trên giúp sức đó. Thì cái chị B kia ngày nào chị cũng niệm Phật hết, chị rất là tinh tấn luôn, mà chị có lòng hiếu thảo nữa, rồi ơn sanh thành dưỡng dục chị cũng trả, chị đã làm tròn rồi thì chị được ơn trên giúp sức đó, giúp sức cho chị thì chị được nhanh hơn đó. Còn mình á là mình không chịu thực hành, rồi mình nhìn vào cái chỉ tay này là mình kêu là không, tại sao không giàu, là cũng không có giàu luôn. Rồi mình càng nói là lại càng không giàu. Nó lạ gì đó, là tại vì mình bị khẩu, càng nói là mình bị cái khẩu nghiệp, tức là mình trách nó, mình trách móc á, những cái lời nói mình trách móc đơn giản thôi. Thì cái chỉ tay này á, giàu á là các bạn không có hưởng được đâu nha. Tại sao không hưởng được kỳ vậy? Nó dần dần nó lợt xuống, nó dần dần nó lợt xuống, tại vì các bạn nhìn không thấy. Chứ nếu như mà một người mà người ta đã học qua nhân tướng học, hoặc là người ta đã từng làm thầy về tử vi, rồi về học
chỉ tay thì người ta nhìn vô là người ta biết cái đường chỉ của các bạn là cái đường chỉ mà gọi là sắp sửa nó nhạt xuống, nó mờ xuống, là coi như là các bạn có cái đường này coi như không, không có hưởng được. Rồi có những người có những cái đường ngàn vàng giống nhau mà tại sao mà cũng không hưởng được, là cái đường ngàn vàng có thể nó lợt, là cái bạn đậm kia đó, cái bạn mà đường ngàn vàng đậm á, thì cái bạn đó hưởng trước. Còn cái người mà cái đường ngàn vàng nó hơi lợt thì cái người này hưởng chậm đó, hưởng chậm. Thì hưởng chậm á là không biết thời điểm nào hưởng luôn, tại vì trong sách không có để thời điểm, chỉ có nói là có đường ngàn vàng đẹp là hưởng thôi. Đó, hưởng sớm hay không là do mình tạo phước thêm để mình hưởng thêm. Rồi mình bị cái đường này lợt quá mình không hưởng được, rồi mình không biết tạo phước nữa, thì cái này là lợi kiếp tới luôn nha các bạn, kiếp tới luôn mình mới hưởng được, tức là còn nguyên đây thôi chứ không có mất mát gì đâu. Đó là mình phải chờ thêm một kiếp nữa, kiếp sau nữa, đó quá là xa. Rồi có những bạn có những cái đường nhà mà cũng chưa mua nhà được, còn có những bạn có những đường núi mà đã mua nhà được rồi. Tại sao vậy? Tại vì bạn đó là bạn tạo phước, bạn đó hả làm phước, rồi bạn đó đi chùa niệm Phật, rồi bạn đó hiếu thảo nữa, bạn đó là cũng như là đủ hết cái nhân duyên để hưởng, thì bạn đó hưởng rất là sớm. Đó, cũng như là có nhiều bạn á, mà thấy cha mẹ mà hơi khổ chút xíu nha, là lo lắng dễ sợ luôn, hỏi lúc này hả ba mẹ làm gì, ông bà làm gì, để lo lắng để hả có được nhiêu tiền hay hoặc là gì đó là chia sẻ. Thì mình biết rằng là mình có cái số giàu thì mình phải cố gắng về cái đường phước mình mới giàu được, còn như là mình không có cái đường phước cộng thêm thì cái sự giàu này nó rất là chậm, mà có thể không có giàu luôn. Tức là mình nói ủa cái đường chỉ tay giống gì mà sao tôi nghèo, là nghèo thiệt luôn. Tức là cái đường chỉ tay này dần dần nó sẽ mờ đi, chỉ tay nó thay đổi nha các bạn, chỉ tay nó thay đổi, nó mờ đi, hoặc là nó chỉ cần có một cái đường nghiệp sắn vô ngay cái đường mà cái đường ngàn vàng, cái đường mà nhà cửa của các bạn, cái đường bất động sản của các bạn có một cái đường nghiệp sắn vô thôi, là coi như là các bạn phải ngưng lại, không có hưởng được. Cho nên Tiết Già chia sẻ rất là thật lòng và cặn kẽ. Nếu các bạn thấy rằng trên cái đường chỉ tay mình mà đã có những cái đường giàu sang phú quý rồi, thì các bạn biết như vậy là các bạn cố gắng lên. Nếu chưa hưởng được thì các bạn cố gắng lên tạo phước thêm là các bạn hưởng được. Tại vì rất nhiều người mà đã hưởng rồi, nhiều người hả coi như có cái đường mà hưởng của là người ta đã hưởng hết trơn rồi. Tại sao người ta hưởng rất sớm là tại vì người ta đủ duyên, đủ phước. Đó, thì mình phải cố gắng về cái vấn đề phước báo. Tại vì có những bạn thì nhắn tin lại cho Tiết Già, thì Tiết Già nói thôi con ráng cố gắng, cũng như là lo cho ba mẹ con đi, thì con sẽ được phước báo. Thì nhiều bạn hả nhắn tin lại sao mà Tiết Già nói kỳ, tại sao mà đi làm nhiêu mà mình đưa hết ba mẹ rồi, tiền đâu con làm vốn. Thì Tiết Già nói gì nè, con đừng bao giờ nghĩ rằng mà con cất tiền mà con làm vốn nha, không bao giờ đâu, con cất đi. Tiết Già từng cất rồi nè, không có được đâu. Khi cái hiếu thuận mình chưa xong, cái đường trung đạo trung hiếu mình chưa xong, mình có cất tiền làm vốn cũng không thành công. Mình phải trả cái hiếu thuận và cái công sanh thành dưỡng dục đó, mình trả cái ơn của cha mẹ mình, cu mang mình chưa trả xong mà mình đòi mình lấy vốn mình cất ra mình để làm, không có được, không có thành công. Đó là Tiết Già nói thật, tại vì Tiết Già cũng đã từng vậy mà. Tiết Già không biết, Tiết Già nghĩ là bữa nay mình làm 100.000 cái em để dành vô, cái mai làm 100 nữa, cái tháng 3 triệu, năm 30 triệu, nó thì 10 năm cũng là 300 triệu, cái mình làm vốn, cái mình mở tiệm, mình buôn bán. Mà nói thật với các bạn nha, gom hoài không có đủ vốn, mà hả nó bệnh tật triền miên, nó làm cho mình đau khổ đủ thứ hết. Nhưng mà sao là Tiết Già học rồi, học về cái nhân tướng học và tâm linh, thì Tiết Già chỉ cần
Còn vậy mà thì mà quá đơn giản luôn, mà hồi đó giờ Tiết Già không chịu thực hành. Chỉ cần á Tiết Già mà khởi cái tâm lên thôi, khởi cái tâm lên là nói để lo cho mẹ mình, cho ba mình, cho ông bà mình, mới vừa khởi cái tâm lên thì thấy cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn luôn đó các bạn. Các bạn thử thực hành đi rồi các bạn sẽ thấy. Mà cái thời mà Hạ Quân á đang việc như thế này á, mà mình càng hiếu thảo cha mẹ là mình càng được phước, mình càng tránh những cái bệnh mà gọi là cái bệnh truyền nhiễm. Mà cái bệnh này là rất là sợ luôn đó các bạn. Cái thời này á là coi như là ai giàu là giàu dễ sợ, còn ai nghèo là rất là nghèo. Đó là cái sự ơn trên thử thách nhân loại để đến trần gian này, coi nhân loại có đúng là người hiền lương không, để sàng lọc qua cái thời mà Hạ Quân để đến thời Thượng Quân á thì chỉ còn người hiền đức mà thôi. Đó là Tiết Già nói thật luôn, biết nhiêu thì chia sẻ nhiêu để các bạn cùng với Tiết Già để tu tập thôi, chứ không phải là Tiết Già nói để mình là giỏi giang gì. Đó thì Tiết Già chia sẻ thì các bạn xem lại trên cái đường chỉ tay mình đã hiện đường vào rồi, đúng không? Thì mình ráng cố gắng đi, chỉ cần có cái đường vào rồi, có cái đường vào sẵn rồi, mình chỉ cần tu tập thêm cái phước báo vô là mình sẽ vào thôi, mình sẽ hưởng được đúng như trong sách nói thôi. Mà rất tiếc mà mình không chịu nha, mình không chịu tạo phước thêm thì cái đường này nó mất đi, nó rất là uổng. Tại vì đường chỉ tay nó dễ mất lắm các bạn ơi, nó được cái đường đẹp nó dễ mất lắm. Bởi Tiết Già rất là sợ khi mà cái đường đẹp của Tiết Già mà nó nổi lên, bây giờ Tiết Già rất là sợ đó. Cho nên Tiết Già mới chia sẻ với các bạn là đường chỉ tay, hai người giống nhau, hai số phận khác nhau, hai số phận khác nhau đó. Nhưng mà chỉ có người mà Tiết Già xin chia sẻ nhắc lại là chỉ có người học qua nhân tướng học, người ta nhìn mới thấy thôi. Đó, nhìn mới thấy thôi. Tự vì cái đường nghiệp nó rất là nhỏ đó các bạn. Tiết Già chia sẻ để gửi đến các bạn, mà các bạn, và chúc các bạn ai cũng có những đường giàu sang phú quý. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.